Sáu con giáp gặp thời vượng pháp, hốt vàng hốt bạc đầy tay, tiền của bạc ngàn, phú quý ngập tràn sau ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch năm 2024. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại và đồng hành cùng đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, người xưa có nói mưu sự tại nhân mà thành sự thì tại thiên. Quả thật như vậy. Con người chúng ta dù tính đường đi nước bước cả ngàn lần nhưng cũng không thể nào tính được cái số mệnh của cuộc đời mình. Thưa quý vị, xã hội ngoài kia còn rất nhiều người khốn khó, vất vả. Họ làm việc quần quật từng ngày để kiếm cái đồng tiền nuôi sống gia đình mà không một chút oán than với cuộc đời. Và cũng có những người may mắn sinh ra đã ngậm thìa vàng. Và các chuyên gia tử vi tâm linh học cũng có nói, mỗi người sinh ra thì đều mang trong mình một cái số mệnh riêng, một cái nhân quả tuần hoàn, một cái số mệnh khác biệt so với những người khác. Thời điểm này có thể họ phải khổ cực khó khăn, nhưng có những cái thời điểm khác, cái vận trình của họ lại cực kỳ là hanh thông thuận lợi. Ấy là do đức năng của họ chưa đến mà thôi. Khi mà trả hết nợ nần và cái nghiệp quả của mình ấy, thì may mắn và những cái cơ hội sẽ ắt tự đến với họ. Và cũng theo các chuyên gia tử vi tân học cũng dự báo, sau ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch sẽ có 6 con giáp nhờ ăn ở hiền lương mà được ơn trên ban lộc, làm đâu thì chúng đó. Tiền bạc bủa vây, cứ gì ùn ùn kéo đến, cuốn trôi đi sự vất vả nghèo đói một đời. Vậy thì 6 con giáp này sẽ có biến động ra sao? Bản mệnh sau cái thời gian ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch cần phải chú ý những cái điều gì? Đặc biệt cần phải làm gì để tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, cuộc đời giàu có? Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, đây là những con giáp có cơ may, may mắn về vận tiền bạc hơn những con giáp khác. Xét về cái vận trình của những con giáp may mắn về vận trình tiền bạc ấy, thì chúng ta đều phải xét theo các thứ là lộc và quý nhân, đúng không ạ? Như quý vị đã biết ấy, cái lộc, tức là nó là cái sao thiên lộc hay là thục tồn ấy, hay là nó gì, nó là cái nhật lộc, tức là lộc của ngày ấy, thì còn được gọi là một cái tên khác là cái thiên lộc hay là lộc tồn. Nó chủ về cái tước lộc đấy, tức là cái lộc vua ban, là cái lộc trời ban, chủ về cái sự may mắn, về tài lộc, phúc thọ. Cái nhật lộc này nó đóng ở cung nào cũng tốt, đóng ở vị trí nào cũng tốt, kể cả vị trí xung khắc thì nó vẫn cứ tốt đó. Ví dụ bình thường nó đóng ở những cung tốt thì nó được 10 điểm, nhưng đóng những cung xung khắc, đúng không ạ, do cái vận khí nó xung khắc nó cũng chỉ được 5 điểm thôi, nhưng mà cũng gì, cũng hơn rất nhiều là gì, là không có, đúng không ạ. Vì là lộc trời ban nên là cái sao lộc tồn nó thường bị động hơn và khó nắm giữ hơn. Đa phần cái lộc nó đến từ cái sự may mắn bất ngờ từ trên trời rơi xuống, và đôi khi nó cũng đến muộn màng vào những lúc mà chúng ta cảm thấy là khó khăn nhất, bất lực nhất. Vì vậy mà trong cuộc sống ấy, nếu quý vị có những cái thời điểm nào đó mà gì cảm thấy khó khăn, không thể thoát ra được, cảm thấy có những ách tắc, cảm thấy có những bế tắc, thì cái cơ hội nó cũng sẽ xuất hiện nếu mà quý vị gặp đúng cái ngày nhật lộc này. Và sau ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch ấy, thì chúng ta sẽ có những con giáp may mắn sau đây. Quý vị biết ấy, mùng 3 đúng không ạ, thì nó sẽ là ngày Ất Tỵ, và sau ngày mùng 3 nó là ngày Bính Ngọ. Sau ngày mùng 3 là ngày Bính Ngọ. Ngày Bính Ngọ thì có nạp âm thủy đúng không ạ? Vậy thì cái nhật lộc, cái lộc đúng không ạ? Chúng ta biết là gì? Cái ngày Bính Ngọ có địa chi là Ngọ này. Đó. Ngọ thì là lộc của những người có thiên can rồi, Đinh và Kỷ. Đấy. Những người có thiên can Đinh và Kỷ sẽ lấy lộc tại Ngọ đúng không ạ? Như vậy chúng ta sẽ có những người có thiên can Đinh và Kỷ. Đinh là những người có đuôi năm sinh là số 7 nhá. Tức là bạn nào có đuôi năm sinh là số 7 đấy, sẽ là được lộc này. Thứ hai là Kỷ là những người có đuôi năm sinh là số 9 này. Đó. Vậy nên xin chúc mừng tất cả những con giáp có đuôi năm sinh là số 7 và số 9. Thì các bạn sẽ được lộc trời cho sau cái ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch năm 2024. Vậy nên các bạn hãy hoan hỉ mà đón nhận cái vận may tài lộc đến với mình. Đấy, cơ hội trúng số đời đời, cơ hội làm ăn phát đạt, cơ hội kiếm tiền cực nhanh sẽ đến với các bạn trong thời gian này. Đó. Vậy thì chúng ta cùng xem là chi tiết thì nó là những con giáp nào nhá. Thì chúng ta biết những người có thiên can là Đinh ấy, tức là đuôi năm sinh là số 7, bao gồm tuổi sau này. Đầu tiên chúng ta có Đinh Sửu. Đinh Sửu là 1997. Có ngũ hành là Thủy. Đó. Tiếp theo là Đinh Hợi là 1947 hoặc là 2007 đấy. Có ngũ hành là Thổ. Tiếp đến là Đinh Dậu là 1957. Ngũ hành là Hỏa. Đinh Mùi 1967 là Thủy. Đinh Tỵ 1977 là Thổ. Cuối cùng là Đinh Mão là 1987 là Hỏa. Đó. Đó là 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh. Đấy.
dễ có lộc, may mắn, dễ có cơ hội trúng số đổi đời trong ngày hôm nay. Vậy thì chúng ta cùng xét trong 6 con giáp này, con giáp nào là con giáp may mắn nhất? Và để xét cho con giáp nào may mắn nhất, chúng ta dựa vào cái ngũ hành nạp âm để chúng ta xét. Ngũ hành nạp âm để chúng ta xét. À, chúng ta biết sau ngày 3 tháng 3 âm lịch, ngày Bính Ngọ thì nó cũng ngũ hành là thủy đúng không ạ? Thủy thì sinh cho mộc, vậy nên những người mệnh mộc sẽ là con giáp may mắn nhất. Thứ hai là những người mệnh thủy là được tỷ hòa, may mắn thứ hai. Và những người mệnh thổ thì khắc được thủy là may mắn thứ ba. Thì ngoài ra ấy, những người mệnh kim thì kim sinh thủy là may mắn thứ tư, và những người mệnh hỏa thì sẽ bị thủy nó khắc, tức là sẽ là con giáp may mắn cuối cùng đúng không ạ? Vậy thì đầu tiên chúng ta xét về những người mệnh mộc đúng không ạ? Thì trong những con giáp này không còn là mệnh mộc. Thứ hai là mệnh thủy. Mệnh thủy chúng ta có 1997 đinh sửu và 1967 là đinh mùi. Thì những người tuổi đinh mùi sẽ may mắn hơn, nó xếp vị trí đầu tiên. Những người tuổi đinh sửu xếp vị trí số 2. Những người tuổi đinh mùi được cục diện là ngọ mùi nhị hợp. Trong ngày hôm nay được cục diện lục hợp nó tương trợ giúp đỡ. Vậy nên là gì, cái vận trình nó cũng sẽ là hanh thông thuận lợi, may mắn thì cứ ngập tràn. Đấy. Nói chung là trong ngày hôm nay các bạn làm gì cũng sẽ được quý nhân dẫn đường chỉ lối. Và có gặp khó khăn ấy thì quý nhân cũng sẽ xuất hiện giúp đỡ, khiến cho mọi việc nó được thuận lợi và hanh thông hơn. Thêm nữa lại được cái nhật lộc nó ủng hộ nữa. Vậy nên trong cái ngày hôm nay buôn bán kinh doanh hoặc là ký kết hợp đồng làm ăn lớn ấy, kể cả với những người làm công ăn lương hay là với những người mà kinh doanh buôn bán ấy, thì đều có những cái lợi nhuận nhất định trong ngày hôm nay đó. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi mùi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để trợ vận hộ thân. Bên cạnh đó những người tuổi sửu cũng được may mắn đấy, nhưng mà gì, nó đã bị cục diện là sửu vào ngọ lục hại. Cái cục diện lục hại đôi khi nó cũng làm giảm bớt cái vận may, nó khiến cho quý vị bị khó khăn, bị trắc trở, bị tiểu nhân hãm hại, mà gì sẽ gì khó nhận ra được cái vận may đến với mình. Vậy nên những người tuổi sửu hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu sửu để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi sửu. Tiếp theo chúng ta xét đến những người mệnh thổ. Mệnh thổ thì chúng ta có 1977 đinh tỵ và 1947 là đinh hợi. Đinh tỵ là xếp vị trí số 3 nhé, đinh hợi là xếp vị trí số 4. Những người tuổi đinh tỵ may mắn hơn những người tuổi đinh hợi do là cục diện là tỵ ngọ mùi là tam hội. Cục diện tam hội nó cũng sẽ mở ra nhiều cơ hội làm ăn, mở ra nhiều cơ hội kết giao thêm với bạn bè, thêm được nhiều cái đồng nghiệp và thêm được nhiều đối tác khách hàng mới. Vậy nên cái cục diện tam hội này nó cũng sẽ gì giúp cho những người tuổi tỵ có được nhiều cái may mắn và tài lộc hơn. Vì thế mà quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu sửu để được trợ mệnh hộ thân nhé. Còn đối với những người tuổi đinh hợi sinh năm 1947 thì hợi tuyệt ở ngọ, nhưng mà nó vẫn được cái thiên lộc nó chiếu đến, được lộc tồn chiếu đến. Vậy nên đây cũng là một con giáp may mắn. Tuy nhiên những người tuổi hợi sẽ phải vất vả hơn những người tuổi tị, do là gì, bị thứ nhất là bị ngũ hành nó xung khắc, thứ hai là bị gì hợi nó tuyệt ở ngọ, vậy nên là gì cũng may mắn không bằng. Và để tăng cường thêm cái may mắn, tăng cường thêm vận quý nhân cho mình ấy, thì những người tuổi hợi cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để trợ vận hộ thân. Cuối cùng chúng ta có những người mệnh hỏa, bao gồm 1987 là đinh mão và 1957 là đinh dậu. Thì những người tuổi đinh mão, đinh dậu đúng không ạ, đinh dậu sẽ là 5, đinh mão sẽ là 6. Trong ngày hôm nay thì nói chung những người tuổi mão và những người tuổi dậu thì gặp cái ngày ngọ đều là cục diện là tương phá và tương hình đấy. Vì thế mà trong ngày hôm nay ấy, thì những người tuổi ngọ cũng khá là vất vả, những người tuổi mão cũng vậy. Vì thế mà để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình và hóa giải cái hạn là cục diện tương phá ấy, thì những người tuổi mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là hợi mão mùi. Còn những người tuổi dậu sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là tị dậu xíu. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé. Đó. Như vậy là gì? Trong cái thời gian sau ngày 3 tháng 3 âm lịch, ngày Bính Ngọ, thì chúng ta sẽ có 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh, dễ có cơ hội trúng số đổi đời. Đó là những tuổi sau này. 1 là 1967 là đinh mùi. 2 1997 đinh sửu. 3 1917 đinh tỵ. 4 1947 hay là 2007 là tuổi đinh hợi. 5 1957 là tuổi đinh dậu. Và 6 là 1987 là tuổi đinh mão. Đó là 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh trong ngày hôm nay. Thì bên cạnh những cái con giáp có thiên can đinh, tức là đuôi năm sinh là số 7 được thần tài chiếu mệnh, thì chúng ta cũng sẽ có những con giáp có thiên can kỷ thì cũng lấy lộc tại ngọ và cũng được gì, cũng được lộc trong ngày hôm nay. Sau ngày 3 tháng 3 lịch ngày Bính Ngọ thì những người có thiên can kỷ thì bao gồm những cái tuổi sau này. Chúng ta có kỷ sửu là 1949. Kỷ sửu 1949 cũng là hỏa. Tiếp theo là kỷ hợi 1959.
ngũ hành thuộc mộc. Kỷ Dậu 1969, ngũ hành thuộc thổ. Kỷ Mùi là 1979, ngũ hành thuộc hỏa. Kỷ Tỵ là 1989, ngũ hành thuộc mộc. Cuối cùng là Kỷ Mão là 1999, ngũ hành thuộc thổ. Đấy. Thì đây là 6 con giáp có thiên can kỷ được thần tài chiếu mệnh trong ngày hôm nay, đúng không? Thì cũng tương tự như những người có thiên can đinh, chúng ta cùng xem là con giáp nào được lộc nhé. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về những người mệnh mộc, đúng không ạ? Chúng ta biết ngày bính ngọ nó thủy mà, thủy sinh mộc. Thì những người mệnh mộc chúng ta có 1959 kỷ hợi và 1989 kỷ tỵ. Thì những người tuổi kỷ tỵ may mắn hơn, nó xếp vị trí số 1, đợi kỷ hợi sẽ xếp vị trí số 2. Những người kỷ tỵ cũng được cục diện là tỵ ngọ mùi là tam hội, nên nó cũng sẽ may mắn hơn những người tuổi hợi nhé. Còn những người tuổi hợi thì tuyệt ở ngọ, như vừa nói vừa rồi, đúng không ạ? Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai là những người mệnh thủy. Mệnh thủy thì trong con giáp này không có. Thứ ba là mệnh thổ. Mệnh thổ chúng ta có 1969 kỷ dậu và 1999 kỷ mão. Thì những người tuổi kỷ mão sẽ may mắn hơn, xếp vị trí số 3. Kỷ dậu sẽ xếp vị trí số 4. Đó. Cuối cùng là những người tuổi 1979 kỷ mùi và 1949 kỷ sửu. Thì kỷ mùi sẽ may mắn hơn nhé, nó xếp vị trí số 5. Và kỷ sửu xếp vị trí số 6. Đó. Thì đối với những người tuổi kỷ mùi được cục diện ngọ mùi nhị hợp, đúng không? Thì may mắn hơn tuổi sửu. Tuổi sửu được gặp sửu và ngọ là lục hại. Vậy nên cái may mắn cũng không bằng. Đó. Như vậy là gì? Trong cái ngày hôm nay ấy, trong cái ngày sau cái thời gian mùng 3 tháng 3 âm lịch, ngày bính ngọ, thì chúng ta sẽ có 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh. Đó. Và tổng kết lại ấy, thì trong cái thời gian sau ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch, chúng ta sẽ có 12 tuổi là được thần tài chiếu mệnh, để dễ có vận thần tài. Trong đó may mắn nhất phải nói đến đó là 1967 là tuổi gì? Kỷ Mùi. Đó. Và tuổi may mắn thứ hai là 1989 là tuổi Kỷ Tỵ. Đó. Đó là những con giáp may mắn mà dễ được thần tài chiếu mệnh trong ngày hôm nay. Đấy, cái cơ hội mà lộc lá nó đến đẩy tay, vậy nên quý vị hãy nắm bắt lấy. Đấy, thưa quý vị, cái may mắn giàu sang trúng số là một cái điều mà mong muốn chính đáng của tất cả mọi người chúng ta. Ai cũng muốn có cuộc sống giàu sang nữa, để trả sạch nợ nần, để được làm những điều mình muốn và để giúp đỡ được những người khác. Đấy, trong cuộc sống của họ được gì tốt lành hơn. Vì thế mà quý vị hãy tận dụng cơ hội này để làm những cái điều mình muốn và những điều mình thích và những cái điều có ích cho xã hội. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.